xóm là nghe trong chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Cưới đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, dù càng sai cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Ơi làng quê miền Tây, ơi người dân miền Tây, thay chầu buồn cao đưa lối, duyên quê nắng mưa ngọt bùi, vườn xanh có em chăm bón, vườn sâu có anh đừng lo. Vô một ly nhà gái nè, mừng duyên đôi lứa, năm sau đó con đầu lòng, nhà ai có anh rể quý, thêm dâu hiền xứng đôi làm sao. Đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say. Yo! Tôi là dân miền Tây nha, vui thì đâu có say nè, năm bảy ly như vậy thì đâu có gì mà tôi phải ngán. Cứ là nhậu tới sáng, hát là tôi xả láng, ông bà cô chú bác anh chị bạn bè 1 2 3 vô nha. Sáng sớm là nghe trong chiêng tưng bừng, từ làng trên xóm dưới rền rang, nào xuồng ghe cho tới mai cài, cùng về đây đi đón cô dâu. Cưới đúng là hai xóm chung một nhà, từ bà Mai cho tới thông gia, dù càng sai cho ấm thêm cái tình này, họ hàng xa cũng quá ra một nhà ta. Làm sao đám cưới miền quê có chi cho rườm rà, này bồn bông mình đem cái thuyền hoa, rập thì cây trái sen lá dừa, một ngày vui gái trai cùng say, một ngày vui gái trai cùng say. Xuân chưa em, sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hội hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi.
người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta, để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân. Ngày vào xuân chưa em, sao chim em bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao, hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao, ôi đất trời thấy màu áo mới. Trên lối quê mơ hồi hoa vàng, hồi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang, xôn xao gửi nhau lời chào. Chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ gì. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta, để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân. Được sự đứng nước của hai bên gia đình để tác động đương duyên cho hai trẻ, nơi đôi những bạn đẹp cầm sắc cho quà. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt để cử hành lễ đính hôn cho chú rể là Hữu Tấn, sánh nhiên cùng cô dâu xinh đẹp Lệ Huyên. Và đó cũng là lý do của lễ ngày hôm nay. Và trước khi tiến hành buổi lễ, khán giả xin thay mặt cho chủ lễ họ nhà trai xin kính chúc thông gia quyến thuyết và quan viên hai họ thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào, cửa rộng nhà cao, gia đình hạnh phúc. Anh Thành mới từ cô là người đầu tiên, họ nhà trai chúng tôi xin được phép tiến trình lễ dành ra. Xin mời chú bẻ vũ hãy góp rượu vài chai rượu cho quý thân tập bên họ nhà gái. Đầu tiên còn sợi hai ông bố luôn. Rồi mời hai ông bố dùng. Tại có ai cũng bây giờ. Dạ, xin cảm ơn. Cho hai giáo xin chúc ông bà bố sống đôi trăm tuổi, sống thật là vui vẻ cùng với con và cháu. Tiếp theo xin mời chú bệ phụ nhà gái kính đưa chủ lễ nhà gái tiếp theo. Mọi nhà trai chúng tôi xin được phép kính trình cái sính lễ của buổi thành hôn hôm nay là gồm 10 mâm sính lễ. Trước chúng ta kính mời bà gia tiên, sau đó là hai họ cùng lễ tảo. Rất mong sự chấp nhận từ phía bên họ nhà gái. Đâu em có được nha. Dạ xin mời tiếp theo. Xin chào. Rồi mà Hê ơi, bắt đầu hướng dẫn anh chị vô luôn. Đang trời ơi, chưa một rồi bắt đầu truyền vô luôn. Rồi lấy hai hộp gỗ hai hộp trà đấy đi em gửi đi chúng ta chúc lễ cuối đồng. Dị lễ cuối đồng rồi tam lễ cuối đồng và tứ lễ cuối đầu đúng rồi. Ra là ta để thắp hương nữa xá dễ hơn. Rồi mày gì là mày phải thắp hương nữa. Rồi hai em để lên đi, để kiến gia tiên đi, để xích trong em sao vậy, cái cây đó đúng rồi, để sao xá bóng xá đi cầm lên. Yeah.
và xin mời hai tham gia chính là Thám Hương. Và hôm nay đứng trước bàn thờ giáo lý người nhà học và nhà họ Trần đã đứng nước từng tham gia với nhau. Từng tham gia thì ngày thêm mời nhạc sĩ của đường Châu Thảo để thì nguyện cho cô dâu chú rể chúng ta trong năm từng viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Sáng sinh sáng nhật. Trời ơi, xin mời chúng ta. Tiếp theo phần chúc lễ thì mọi nhà trai chúng tôi xin được phép chương trình ngày vui của hai con hôm nay thì mẹ chồng sẽ tặng cho cô dâu xinh đẹp chúng ta một số nữ trang. Xin mời tặng được phép chương trình xin lễ của mẹ chồng sẽ tặng cho cô dâu xinh đẹp, đó là đầu tiên là đôi bàn tay, sau đó là sợi dây chuyền và một tấm hát, và đặc biệt hơn nữa là chú rể sẽ tặng cho cô dâu xinh đẹp của chúng ta nhẫn kính hồng. Xin kính xin được trình với con nhiệt thành. Và tiếp theo chương trình thì xin được các chồng kính mời mẹ của cô dâu sẽ dẫn cô dâu ra phía trước để cùng với chú rể làm lễ. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay sẽ nở thế nào. Phận nghèo trong gió mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay sẽ lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh cao khoảng chừng 20 mấy, với lắm nhìn giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lấy cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê giữ diện giữ sắc son. Hai con sẽ làm lễ ra mắt gia tiên bằng 4 lễ. Nhất lễ cúi đầu, nhị lễ cúi đầu, tam lễ cúi đầu, tứ lễ cúi đầu. Rồi mời hai em cùng ăn. Đúng rồi, đúng chưa? Đẹp ha. Rồi hai con mỗi một người một tay. Rồi hướng dẫn luôn hay ơi, xong rồi. Rồi hai con bước tới một bước. Và đứng trước cảm tình của anh chị hai họ cùng toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay để chứng kiến buổi lễ đính hôn của Vũ Tấn và cô dâu xinh đẹp Lê Quyên. Hai con sẽ đáp đền đáp công ơn cũng như là ông bà cha mẹ và tất cả quý vị của anh chị hai con đã bỏ mất thời gian của mình đến đây nhận được buổi lễ thành đính hôn hôm nay. Hai con sẽ cúi đầu và khai lễ, dứt lễ cúi đầu, nhị lễ cúi đầu. Xin một tràng pháo tay nữa quý vị. Và tiếp theo cánh hồng chào mời ông bà Hiên Tiên thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ góp rượu dân rượu cho quý dân tộc bên họ nhà gái trước rồi đến họ nhà trai, sau đó chúng ta dành những lời chúc mừng tốt đẹp đến cho thân gian và thân lương. Xin được trân trọng kính mời mời đại diện bên họ nhà gái cũng lên giới thiệu bên quý dân tộc mình cho cô dâu và chú rể dân rượu chào mời. Xin được trân trọng kính mời. Chào
Rồi nhắm môi đi, nhắm môi đi. Bà nội bà ngoại nghe. Rồi. Bà ngoại. Mời bà nội bà ngoại cũng đi. Giới thiệu quý tập quần họ nhà trai mẹ bạn một kinh dụng cũng trước cho mẹ sắp lâu trăm tuổi sáu chiều sức khỏe không mẹ cũng để cầm cái rượu ra để mẫu á cái vô này cầm cái rượu này đó rồi rồi cảm ơn mày đứng kế đi rồi cảm ơn mẹ rồi tiếp tục tới ai dạ mời dạ nhãn rượu uống rồi nhắm môi nhắm môi mà thím bà cô được không đó cái cô con đấy cô bác chào dạ, xin cảm ơn ngày 38 thành phố Cần Thơ rồi rồi chúng ta kính chúc về tất cả các cô cũng được xinh đẹp nhiều sức khỏe trời nãy chạy lụng trước quốc biết rồi rồi hai em cảm ơn hai lễ cuối đầu nhất lễ cuối đầu nhị lễ rồi sao ông mãi ơi uống ơi mãi rồi con sẽ dành được cho bác sáu giờ bác hai cái cây luôn bác hai cũng giúp hai con được trăm lần thuốc bạn sẽ tặng cho hai con một món quà dạ cảm ơn dạ xin mời hai bác dùng bụi với cháu lặt đầu á con lặt đầu rồi tiếp theo xin mời cô Dương Lương rồi xin cảm ơn cô Dương rồi tiếp theo xin được mời cha mẹ cùng chú rể cũng như cô dâu chúng ta đứng chung một lần và tặng một chiếc nhẫn nữa xin cảm ơn cô Dương Xin mời, cô dâu sẽ dự cho nhân bằng chú rể cho những cây lợp ha. Xin mời, bạn muốn nè. Tôi là chúng tôi với hai chị của tôi. Đậu giả luôn, đậu giả. Rồi mời hai thân gia chúng ta đoàn tay cái này cũng như là. Rồi cũng như là. Hai chị là bác nữa nè. Cao lên chút mới thấy. Ba, ba. Ủa luôn anh ơi, hai anh xui ơi. Bắt dâu luôn. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ dâng ly rượu nước cứng cho hai người đẹp. Xin mời chú. Cái gì? Chú rể dâng ly rượu nước cứng cho hai người lấy luôn hai chị xui ơi. Hai cô đúng. Mời hai chị xui. Uống luôn. Uống luôn. Uống luôn. Uống luôn. Uống luôn. Uống anh cũng chào. Rồi xin cảm ơn nước tiếng cười, người đi đầu xóm cuối xóm, rộn ràng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời, mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta xin thêm may nhóc thì một gia đình nhỏ ấm áp. Cần gì hạnh phúc đâu xa, ngày mai mình cưới nhau đi, ta yêu thương đến lúc già, biển xanh dù có hoa đá thì tình ta chẳng thôi phai.
biết lòng này. Mẹ cha thường hay bao em đêm từ nay chồng. Ngày mai mình cưới nhau đi, cho quê ta nức tiếng cười. Người đi đào xóm cuối xóm, dọn dàng đám cưới bên sông. Ngày mai mình cưới nhau đi, ta bên nhau đến suốt đời. Mặc cho đời lắm sóng gió, mình cùng nhau dẫn tay qua. Đã cầu ngắm luôn luôn cho xinh đẹp chúng ta mấy người năm nay để rồi kết duyên cùng với chia lễ hưởng tết. Sau đây đó là cặp người mẹ hai con phương mong chồng để cho mẹ cầu dân cho mẹ. Mời em dựng tay luôn. Rồi xong nhận đem vô chồng luôn quá mẹ. Rồi đi vô chồng này. Rồi đi vô chồng đây. Rồi bây giờ hay tôi lên. Quay hơi lâu quá. Chưa anh mới có 7 giây à, chưa được 10 giây nữa. Nó nhảy bằng 6. Tính về phút này đây là chuyện của lễ hội này. Xin được chân thành cảm ơn quý dân tộc bên hội này đã tạo mọi điều kiện thuận lợi dễ dàng cho buổi đính hôn của Hữu Tấn và lễ hôn nay thành công của bạn. Một lần nữa xin chúc sức khỏe đến lần còn thể gì, chúc cho con dâu và chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc. Vỗ tay mấy bà bác ơi, vỗ tay giùm bà bác. Dạ xin được thay mặt gia đình, xin được trân trọng kính mời quý dân tộc hai bên chúng ta vui lòng bước lên chiếc qua, dùng túi tiền thân nhỏ cùng với gia đình mọi nhà gái.
xin cảm ơn anh quý vị. Tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ có một chương trình của anh chúng tôi mời hai cô uống đi, uống tham gia, uống đi, uống cạn đi rồi bắt tay giùm em cái. Rồi bắt tay, bắt tay. Rồi bắt tay. Dạ rồi cảm ơn. Rồi cho hai chị xui. Đụng ly uống luôn hai chị xui ơi. Rồi bắt tay giùm em cái hai chị xui. Cảm ơn mọi bà tôi thương mẹ của cô Dung và cũng thương dưới điện thoại của mình. Sau đây thì hội nhà trai sẽ chuẩn bị đi phòng để ngày thành hôn của hai cháu. Thì ngày thành hôn hai cháu là ở trong này không có quy ngày du lịch, chỉ quy ngày học lịch là ngày 9 tháng 4 năm 2024. Lễ rước dâu nữ từ 7 đến 8 giờ, khi nhập gia là khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ. Thì trong vòng trong một tiếng một có nghĩa là 7 đến 8 thì chúng tôi xin được phép làm lễ thứ từ xin rước dâu thời gian về. Sau đây xin mời quý cô hội nhà trai chúng ta trao cái tiệc ngày lễ của hai con. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hội lễ thành hôn của hai tay con trai của anh Dương đã thành công đẹp. Một lần nữa, thầy giảng xin thay mặt các lễ hội nhà trai xin chân thành cảm ơn hội nhà gái đã dành mọi sự ưu ái cũng như là sự quý giá rất là nồng hậu của hội nhà trai. Xin được chân thành cảm ơn và xin chúc sức khỏe đối với cầu thủ gì chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta thành công.